Xin chào tất cả các bạn, mình là MC Trà Trà My. Chào mừng các bạn đã đến với chương trình Khám phá Hà Nội. Hiện tại mình đang ở ga tàu điện đầu tiên tại Việt Nam, đó chính là ga Cát Linh. Ấn tượng đầu tiên của mình khi bước chân vào ga đó chính là một xanh rất bắt mắt. Về kiến trúc, nhà ga trang bị rất nhiều tiện ích, đó chính là địa chỉ dẫn, camera giám sát an ninh. Các bạn hãy đến đây trải nghiệm một lần nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.